Sáng ngày 19 tháng 12, miền Bắc vẫn rét mặc dù nhiệt độ nhích lên 1-2 độ so với những ngày trước. Hà Nội có mưa phùn, trời rét, đi đường cống buốt tay. Trong ngày 19 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ miền Bắc đến Nghệ An tiếp tục rét đậm rét hại diện rộng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 đến 12 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.